Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Thể sự trưa thứ hai ngày mùng 7 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Sela. Trong chương trình Thể sự trưa này sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra xây dựng sân bay Long Thành. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác. Lễ phát động trồng cây mừng Đảng mừng Xuân nhân dân năm 2022. Mang nguồn nước mùa xuân tới người dân vùng cao xã Chỉ Công. Sau đây là nội dung chương trình. Ngày 6 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra hiện trường đôn đốc động viên công nhân thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo chủ trương đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 năm 2015, sân bay Long Thành được xây dựng với công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Trong đó, việc xây dựng sẽ chia làm 3 giai đoạn. Tổng mức đầu tư khái toán cho toàn bộ 3 giai đoạn của dự án là 336.600 tỷ đồng, tương đương 16 tỷ đô la Mỹ. Trong đó riêng giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng, tương đương 5,45 tỷ đô la Mỹ. Căn cứ nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hai dự án là dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Tại cuộc làm việc với ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, sau khi nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án, lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã trao đổi thảo luận về các vấn đề liên quan nhằm thúc đẩy tiến độ xây dựng dự án. Đồng thời quy hoạch xây dựng các công trình dự án liên quan để khai thác đồng bộ với công trình trọng điểm này, công tác quản lý trật tự xây dựng trong khu vực. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng các bộ ngành, đơn vị địa phương đã có nhiều cố gắng song trong thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát chưa xứng tầm với công trình trọng điểm quốc gia, do đó đang có những tồn tại khó khăn vướng mắc. Nếu cách làm cứ như hiện nay thì chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu là đến năm 2025 khánh thành giai đoạn 1 dự án. Do đó cần có thay đổi tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận vấn đề phù hợp với tình hình mới và với tầm vóc của công trình trọng điểm quốc gia tổng thể đồng bộ liên thông toàn diện có trọng tâm trọng điểm làm việc nào dứt điểm việc đó có kiểm tra kiểm soát chống tiêu cực lợi ích nhóm tổ chức thực hiện phải bám sát thực tiễn bám sát tình hình để có lộ trình cụ thể cho từng việc phù hợp giữa các bộ ngành địa phương cơ quan phải nhịp nhàng uyển chuyển phân cấp phân quyền rõ ràng người đứng đầu chính phủ yêu cầu các ngành và các đơn vị liên quan phải đảm bảo cung cấp đầy đủ điện nước viễn thông và các hạ tầng khác cho dự án Ban quản lý dự án phải sắp xếp nơi ở, làm việc tập trung, liên thông, công tác quy hoạch, thiết kế cảng hàng không phải tổng thể, xây dựng theo lộ trình, làm đến đâu dứt điểm đến đó, đặc biệt phải vào cuộc kiểm tra thẩm định ngay từ đầu. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành xem xét tập trung bố trí vốn cho dự án, đa dạng hóa huy động vốn và có phương án cụ thể, rõ ràng khả thi, chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng nguyên vật liệu phục vụ xây dựng dự án. Công tác đấu thầu phải thực hiện nghiêm theo quy định, tránh tiêu cực tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc xem xét có hình thức chỉ định thầu đối với những dự án cụ thể. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện dự án. Bộ chủ quản là Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ ngành có liên quan và địa phương phối hợp chủ động thực hiện giải quyết. Đối với những vấn đề nảy sinh thì báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 phải khánh thành giai đoạn 1 cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ngay sau khi thị sát công trường và làm việc với ban quản lý dự án, Thủ tướng đã tới thăm khu di dân tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, thăm hỏi đời sống và động viên người dân đã nhường đất cho dự án, đồng thời khẳng định chính phủ rất quan tâm và chỉ đạo các bộ ngành địa phương chăm lo cho người dân tái định cư, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho người dân phải tốt hơn nơi ở cũ và năm sau tốt hơn năm trước. Ngày 6 tháng 2 tại khu di tích lịch sử truyền thống thanh niên Việt Nam xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân nhâm dần năm 2022. Từ buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đã kêu gọi các cấp bộ đoàn trong cả nước tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp, trong đó đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị nội dung của đại hội, dự thảo văn kiện đại hội đoàn các cấp cần phải được đánh giá thực chất, khách quan những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua để đưa ra giải pháp khắc phục. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia các bang khánh thành việc trùng tu, tôn tạo khu di tích lịch sử thanh niên Việt Nam thuộc xã Yên Lãng, tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, xuân nhâm dần 2022 trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, các cựu thanh niên sung phong và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa lên trong học tập. Sáng nay ngày 7 tháng 2 tại khu dân cư 6B Bản Cọ, phường Triềng An, thành phố Sơn La đã diễn ra lễ gia quân trồng cây mừng đảng mừng xuân nhân dân năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành phố Sơn La. Trước khi tiến hành buổi lễ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cùng đoàn đại biểu đã dâng hương bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá, thăm tặng quà gia đình anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá tại bản cọ phường Trường An. Phát động lễ trồng cây mừng Đảng mừng Xuân nhâm dần 2022, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua, tỉnh Sơn La luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng gắn liền với quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Trồng cây, trồng rừng không những góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái mà còn làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tết trồng cây và phong trào trồng cây hàng năm đã được nhân dân trong tỉnh hưởng ứng và phát triển mạnh mẽ, trở thành nét đẹp văn hóa mang lại lợi ích to lớn về nhiều mặt. Để tết trồng cây và phong trào trồng cây năm 2022 đạt hiệu quả cao, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, chỉ đạo và tuyên truyền vận động tổ chức thực hiện kế hoạch trồng cây năm 2022 phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch với phương châm người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế, trồng cây gắn với xây dựng nông thôn mới, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan nông thôn, đô thị ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây đô thị tại các trục đường khu dân cư 6B, bản Cọ, phường Trường An, thành phố Sơn La. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức Tết trồng cây được thực hiện phù hợp với điều kiện của từng địa phương đơn vị, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và huy động được mọi tầng lớp nhân dân tham gia trồng cây. Thưa quý vị các bạn, xã Trường Công, huyện Mường La, địa danh này là một phần của dãy núi Hoàng Liên Sơn Hùng Vĩ, nằm trên độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển. Với người dân xã Trường Công, đường bê tông đã có, điện đã về các bản, song nước sinh hoạt hàng ngày từ lâu là một niềm mong đợi và niềm vui đã đến với bà con nơi đây ngay trong những ngày đầu xuân năm mới. Hãy cùng phóng viên của Đài Phát thanh truyền hình Sơn La chứng kiến niềm hạnh phúc này của các em học sinh và người dân khi được đón dòng nước tươi xuân. Đối với đồng bào dân tộc Mông của xã Trường Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, trong những ngày đón xuân nhâm dần đã có được những niềm vui thực sự đặc biệt. Thầy và trò của trường phổ thông dân tộc bán chú cho cơ sở Trường Công được sử dụng ngôi trường và nhà ở bán chú khang trang và được sử dụng nước sinh hoạt từ công trình nước sinh hoạt do Hội đồng Dân tộc Quốc hội khởi xướng và huy động từ nguồn quỹ phúc lợi của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện miền Bắc đầu tư và xây dựng. Trước đây chúng cháu phải ở trò chơi, thiếu nước sinh hoạt nên rất khó khăn vất vả. Bây giờ được ở nhà mới đầy đủ nước sinh hoạt, chúng cháu rất thích. Chúng cháu sinh hứa sẽ luôn luôn học tập và rèn luyện thật tốt. Cùng niềm vui với các học sinh, nhiều người dân và các bậc phụ huynh ở một số bản gần trung tâm xã Trường Công vui mừng bởi gia đình và con em mình được sử dụng nước sinh hoạt ngay tại nhà, tại trường mà không phải đi xa lấy nước như trước. Từ trước thì nó nước có hai nhỏ, nó hay khó, học, học sinh ý kiến của học sinh là không có nước dùng rửa trên tay, ống. Bây giờ họ đầu tư là cái máy bân ở dưới lên thì nó có nước rồi, nó bình thường. Với bà con của bản Mạo cũng đã lâu rồi, xuân này thỏa ước mơ đó là có nước sinh hoạt về với mọi nhà. Ừ, xong nói, xong... Tết năm nay bà con bản mình rất vui, con em mình có trường mới để học, có nhà để ở, có nước sạch để dùng. Vui nhất là vợ mình, con cháu mình nấu ăn, giặt quần áo, không phải đi xa lấy nước nữa. Mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vẫn luôn đồng hành cùng Hội đồng Dân tộc Quốc hội, thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, tri với đồng bào các dân tộc vùng miền núi của tỉnh Sa La. Cùng với các tổ chức chính trị xã hội, với hội đồng dân tộc của Quốc hội đi tham gia thiện nguyện cho bà con nhân dân các dân tộc thiểu số gặp khó khăn. Những phần quà đầy ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của Quốc hội, chính quyền địa phương và doanh nghiệp chung tay nâng bước học sinh vùng cao đến trường và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân nơi vùng cao này. Thưa quý vị các bạn, bánh dày, món bánh cổ truyền và hoạt động dạng bánh dày không thể thiếu trong các dịp lễ, hội, hai dịp Tết đến xuân về của đồng bào dân tộc Mông. Và dịp Tết hay các ngày lễ hội của người Mông còn tổ chức thi làm bánh dày giữa các bản. Đây là một cách bảo tồn, gìn giữ và giới thiệu những nét văn hóa truyền thống với du khách thập phương. Thưa quý vị, bánh dày là món truyền thống không thể thiếu trong mâm cỗ Tết của đồng bào dân tộc Mông. À, người mông của Bắc Yên thì chỉ làm bánh giày vào dịp Tết, lễ hội. Với người mông thì bánh giày tượng trưng cho tình yêu, sự tuổi chung, son sắt của đôi lứa, đồng thời còn là tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời, nguồn gốc cho sự tồn tại của vạn vật. Và trong chương trình ngày hôm nay thì tôi sẽ dẫn quý vị đi trải nghiệm các công đoạn làm bánh giày của người mông. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng theo theo tôi. Em chào anh Trông ạ. Vâng, chào em. Và năm mới em chúc anh và đình uh, sức khỏe, uh, hạnh phúc và thành công ạ. Vâng, cảm ơn em. Mời em uh, vào nhà. Anh Trông ơi, em uh, được biết là trong dịp Tết của người Mông ấy, thì bánh dày là một món không thể thiếu. Nó cũng giống như cái bánh Tết của người Thái hay là cái vâng, bánh trưng của người Kinh. Vậy thì các công đoạn làm cái bánh dày của người Mông nó khác như nào với các loại bánh khác thôi anh? thứ nhất là phải qua trải qua ba công đoạn chính bước đầu là chúng ta phải làm sạch gạo xong là vo gạo bước thứ hai nữa là chúng ta sẽ cho vào cái chõ xong là chúng ta sôi lên và bước thứ ba là bước sẽ cho vào cái mán gỗ để giã xong rồi là, là là mấy bước cuối cùng là cái nội dung là là sẽ khâu bỏ quả đấy là khác với so với bánh bánh trưng là, là như vậy Yếu tố được cho là quan trọng nhất đó là gạo nếp. Gạo nếp được chọn phải là gạo đặc biệt, vừa có mùi thơm lại có độ dẻo. Sau khi đã lựa chọn gạo một cách kỹ càng, người dân mang gạo ra ngâm một khoảng thời gian nhất định rồi mang gạo đi đổ. Quá trình đổ sôi cũng rất quan trọng, người làm phải đun nhỏ lửa và thật là đều lửa. Thời gian đổ mất khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ là vừa đủ thời gian để sôi chín kỹ, đạt được sự mềm dẻo. Vâng và sau hơn 30 phút chờ đợi thì tôi và anh Trông đã chuẩn bị được dã bánh dày và anh Trông ơi thì cái công đoạn này là một công đoạn rất là quan trọng anh có thể cho biết là tại sao không ạ? Ờ, cái công đoạn này là công đoạn rất là quan trọng bởi vì có thành công hay không là đến bước này là 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 cái 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 bánh có mềm có dẻo có ngon hay không là do cái khâu mà chúng ta sẽ tổ chức dã nếu mà chúng ta không dã kỹ thì nó sẽ sẽ không giã như là không nhừ cái bánh nó sẽ có, có từng hạt gạo còn mà chúng ta dã kỹ nên thì sẽ mềm dẻo. Sau khi xôi chín thì sẽ cho vào cối đã chuẩn bị từ trước để dã. Sôi bắt buộc phải được dã khi vừa bắt ra lúc còn nóng hồi. Chất lượng bánh cũng dựa vào kỹ năng và sức khỏe của những người dã bánh, nên thường là nam giới đảm nhận công việc này. Dã càng kỹ thì bánh càng dẻo, ngon và để được lâu. Sau khi đã dã xong thì lúc này phải cần đến bàn tay khéo léo của người phụ nữ nặn bánh ngay. Nếu để nguội thì không nặn được nữa. Phần lá để gói bánh được dùng bằng lá chuối đã rửa sạch, sau đó hơ qua lửa để tạo sự dẻo dai. Thưa quý vị, sau hơn 20 phút, thì với sự giúp đỡ của các chị, thì tôi và anh Trông cũng đã hoàn thành xong công đoạn dạ bánh dày. Và một lần nữa xin được cảm ơn anh Trông đã giúp em trải nghiệm quá trình các làm bánh dày ạ. Vâng, thưa quý vị, bánh dày là một món ăn không chỉ để thờ cúng tổ tiên, vào những ngày quan trọng như lễ hội Tết mà đây còn là một món ăn để đãi khách và làm quà cho khách khi mà khách đến thăm nhà. Sáng ngày 7 tháng 2, cùng với các trường trên địa bàn tỉnh, các trường học trên địa bàn thành phố Sơn La đã tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022. Sĩ số học sinh đi học trở lại tại các điểm trường đều cơ bản đảm bảo. Nhà trường cũng chú ý áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh cho giáo viên và học sinh tại trường cho cơ sở cho phổ thông Nguyễn Du thành phố Sơn La khi đến trường các em đã đều đeo khẩu trang từ nhà và đến trường đều được sát khuẩn tay trước khi vào lớp học đa số các em đều tỏ ra hào hứng khi được quay trở lại trường học công tác giảng dạy và học tập được nhà trường thực hiện nghiêm túc ngay từ ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022 ngay sau khi đến trường thì em đã được sát khuẩn tay và ngay trong kỳ nghỉ thì em cũng đã được thầy cô nhắc nhở về việc thực hiện 5K không chỉ ở ngay ở nhà và khi đến trường. Trong thời gian nghỉ Tết, trường Trung học cơ sở và Trung phổ thông Nguyễn Du đã chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm thường xuyên bám sát với phụ huynh để nắm bắt thông tin và thường xuyên báo cáo với phòng giáo dục đào tạo thành phố. Đồng thời hướng dẫn cho phụ huynh khai báo y tế. Nếu yêu cầu phải cách ly tại nhà thì phụ huynh cũng như học sinh sẽ tự cách ly tại nhà nhà trường có tổng số 21 lớp với 872 học sinh. Qua giả soát, toàn trường hiện có 41 học sinh là trường F1, F2 đang được thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định. Đối với những học sinh đi học ở trên lớp thì chúng tôi giảng dạy trực tiếp ở trên lớp. Nhưng đối với những học sinh nào không thể tham gia học tập trực tiếp ở trên lớp thì chúng tôi thông qua hệ thống Microdotin và qua đó truyền tải cái lượng kiến thức của các thầy cô giảng dạy ở trên lớp cho các em ở nhà tiếp thu kiến thức như các em ở trên lớp. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La đã có văn bản chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch. Tùy vào điều kiện thực tế, mỗi trường đưa ra những giải pháp phù hợp nhưng phải thực hiện tốt thông điệp 5K. Để đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, các nhà trường tăng cường vệ sinh sạch sẽ, thay đổi các phương pháp dạy và học đảm bảo kiến thức vừa tránh nhàm chán cho học sinh. Hiện có 2 học sinh là F0 đang thực hiện điều trị, cách ly y tế. Các trường hợp F1, F2, các trường đang tiếp tục giả soát chúng tôi đã đảm bảo các nhà trường mà các giải pháp tiến hành học tập bình thường đối với các em học sinh mà không đến trường được do các cái f1 f2 hoặc là thậm chí f0 thì chúng tôi vẫn có phương án để dạy trực tuyến cho các em học sinh và đặc biệt là các em học sinh mà thuộc diện f0 thì chúng tôi phải có sau khi mà các em đã hoàn thành thời gian cách ly rồi là an toàn thì chúng tôi sẽ phải có phương án để dạy bù, dạy đuổi, đảm bảo cho các con nó đủ kiến thức. Như vậy sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, 45 trên 46 trường học trên địa bàn thành phố Sơn La đã trở lại giảng dạy vào tập trực tiếp. Còn một trường mầm non tư thục sẽ thực hiện công tác giảng dạy vào ngày 8 tháng 2. Tỷ lệ học sinh đến trường ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 là 17.885 trên 27 600 năm học sinh, đạt tỷ lệ 64,6%. Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La, trong quá trình xét nghiệm phục vụ công tác giám sát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 6 tháng 2 năm 2022, tỉnh Sơn La đã phát hiện 125 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Mường La có số ca mắc cao nhất với 35 ca, tiếp đến là thành phố Sơn La 28 ca, Mộc Châu 24 ca, Thuận Châu 14 ca, Phù Yên 12 ca, Yên Châu 5 ca, Quỳnh Nhai, Vân Hồ, mỗi huyện 3 ca và Bắc Yên 1 ca. Như vậy, tính từ đầu tháng 1 đến nay, số người ghi nhận mắc COVID-19 ở tỉnh Sơn La đã nâng lên 3.571 ca, trong đó có 2.651 ca đã khỏi bệnh, 920 ca hiện đang điều trị. Thông tin trên đã khép lại chương trình thời sự trưa nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết trên toàn tỉnh Sơn La ngày 7 tháng 2, nhiều mây có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm rét hại vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá mưa tuyết. Độ ẩm từ 61 đến 99%. Nhiệt độ tại huyện Bình Nhai từ 13 đến 21 độ thành phố Sơn La từ 11 đến 20 độ. Mường La từ 15 đến 24 độ. Mai Sơn từ 10 đến 19 độ. Yên Châu từ 13 đến 22 độ. Sông Mã từ 14 đến 23 độ. Bắc Yên từ 10 đến 17 độ. Phú Yên từ 13 đến 21 độ. Mộc Châu từ 8 đến 15 độ. Sóc Cộp từ 14 đến 23 độ. Vân Hồ từ 8 đến 15 độ. Thuận Châu từ 13 đến 21 độ.